Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. NATO tập trung pháo binh và binh sĩ khủng tới gần biên giới Nga. Ukraine tính toán gì khi liên tục tấn công vào các điểm hậu cần của Nga? Nga tung đòn hiểm tại Kursk và Donetsk, bắt sống sĩ quan tình báo Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn Vừa rồi là những tin tức chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự Trên kênh youtube của bà Tìm Phong Phần Lan và Thụy Điển chính thức gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Chỉ một năm rưỡi trước Tuy nhiên, thời gian này cũng đủ để biến Lắp Lan Thành một tiền đồn gần biên giới Nga Hiện tại, các cuộc tập trận pháo binh Quy mô lớn đã được tổ chức ở đó Tập trận Lightning Strike 24 sẽ kéo dài từ ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11. Khoảng 3.600 binh sĩ sẽ tham gia, không chỉ Phần Lan mà còn từ Mỹ, Anh, Thụy Điển, Estonia và Pháp. Địa điểm chính là sân tập Rovazavi, chỉ cách biên giới Nga 100 km. Lightning Strike 24 là một phần của cuộc tập trận Dynamic Front 25 diễn ra ở Phần Lan, Estonia, Đức, Romania và Ba Lan. Như ban tổ chức lưu ý, đây là phần luyện tập bắn pháo binh lớn nhất trong lịch sử của NATO. 5.000 binh sĩ từ 28 quốc gia liên minh sẽ tham gia vào cuộc tập trận này. Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 11, cuộc tập trận phòng không NATO ADEX-424 Malestri sẽ được tổ chức ở Phần Lan tại sân tập Lota. 1.300 binh sĩ sẽ được triển khai ở đó. Ngoài ra, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, cuộc diễn tập của các đơn vị cơ giới Hammer 2024 sẽ diễn ra. NATO không che giấu các kế hoạch tích cực của mình đối với khu vực này. Trước đó, tân tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte cho biết, liên minh sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh ở sườn phía đông, gần biên giới Nga. Theo ông, dự kiến sẽ tăng số lượng hệ thống phòng không, pháo binh và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đồn trú tại đây. NATO đã tăng cường chuẩn bị cho nguy cơ đối đầu Nga sau khi Moscow triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine. Cụ thể, tại hội nghị thượng đỉnh Madrid năm 2022, các thành viên đã thông qua mô hình lực lượng NATO, một kế hoạch phòng thủ ba cấp, giúp 300.000 quân sẵn sàng hoạt động chỉ trong một tháng và nửa triệu binh sĩ trong vòng nửa năm. Ngoài ra, NATO còn tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các cuộc tập trận trên không và trên biển, như cuộc tập trận Steadfast Defender trong năm nay với sự tham gia của 90.000 binh sĩ. Chỉ tiêu quân sự của NATO cũng tăng mạnh. Vào năm 2014, chỉ có 3 thành viên NATO đạt ngưỡng chi tiêu quốc phòng chiếm 2% GDP. Nhưng một thập kỷ sau, con số này đã tăng lên 19 nước. Theo phân tích của CSIS, năm 2014, các đồng minh NATO ở châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng lên con số 380 tỷ đô la Mỹ. Cùng năm, chi tiêu quốc phòng của Nga là khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, không tính Mỹ, NATO hiện có khoảng 1,9 triệu quân nhân đang tại ngũ, 2.400 máy bay sẵn sàng chiến đấu và 6.650 xe tăng. Trong khi đó, Nga ước tính có 1,1 triệu quân đang tại ngũ, 1.370 máy bay và 2.000 xe tăng. quân đội Ukraine vừa qua đã thông báo trong một bài đăng tải trên Telegram cho biết các lực lượng vũ trang Kiev đã sử dụng UAV tấn công căn cứ Lipet 2 vào buổi đêm, nhắm vào các kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và trang thiết bị trên không tại địa điểm này. Theo phía Ukraine, căn cứ này nằm ở khu vực Lipet ở phía tây nước Nga, nơi đặt các tiêm kích Su-34, Su-35 và MiG-31. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ chiến đấu cơ nào chịu thiệt hại trong các cuộc tấn công này hay không. Trong cuộc tấn công thứ hai, sâu hơn vào lãnh thổ Nga, khoảng hơn 900 km từ biên giới Ukraine, các UAV của Kiev cũng đã nhắm vào một nhà máy sản xuất vũ khí lớn ở khu vực Nini Novgorod. Được biết, nhà máy công nghiệp quốc phòng sở hữu nhà nước còn được biết tới là nhà máy s này chuyên sản xuất đầu đạn, đạn pháo và các tên lửa phòng không. Mỹ áp lệnh trừng phạt lên nhà máy này vào tháng 7 năm 2023 vì vai trò của nó trong việc sản xuất thuốc nổ, chất hóa học, thiết bị kích nổ và đạn dược hỗ trợ kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo đó, Ukraine cho biết Họ cũng sản xuất được bom lượn dẫn đường, vũ khí có khả năng phá hủy cao giống như cách Nga đã sử dụng để nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các hoạt động tấn công trên đã cho thấy Kiev có khả năng nhắm tới các cơ sở quân sự chủ chốt bên trong nước Nga. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích chiến tranh cho biết chiến dịch tấn công sâu này có thể làm phức tạp thêm những hoạt động của Moscow tại Ukraine. Các cuộc tấn công vừa đề cập cũng là những cuộc tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tương tự được tiến hành vào những tuần trước đó, nhắm vào các căn cứ không quân, kho đạn dược cơ sở lưu trữ vũ khí và các địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chiến đấu của Nga. Hiện tại, Ukraine chủ yếu dựa vào các UAV tấn công sản xuất trong nước trong chiến dịch này bởi Kiev bị hạn chế sử dụng các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu trong nước Nga. Kiev từ lâu đã cố gắng thuyết phục đồng minh dỡ bỏ các hạn chế này khi dẫn ra rằng chúng cản trở khả năng chiến đấu hiệu quả. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nhận định với báo giới đầu tháng này rằng Đầu Năm Góc đã ghi nhận việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công UAV tầm xa thành công nhằm vào các mục tiêu như các kho đạn dược của Nga, bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng. Mặc dù quan chức trên cho rằng các kết quả sẽ không diễn ra ngay lập tức bởi các mục tiêu nằm xa tiền tuyến, tuy nhiên vị này cũng nhận định chúng tôi nghĩ những cuộc tấn công này sẽ phần nào tác động đến tình hình trong xung đột. Đồng quan điểm, ông George Baros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, nhận định với Business Insider rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể gây khó cho Moscow trong việc tái khởi động các hoạt động tấn công vào mùa xuân tới. Ông Barut cũng cho rằng, thậm chí trước các chiến dịch tấn công ồ ạt gần đây của Kiev, nhịp độ tiến công của Nga đã chậm lại ở phía đông Ukraine. Theo phân tích của ông Barut, chiến dịch của Ukraine nhắm vào các cơ sở chiến lược như các kho đạn dược sẽ làm quân đội Moscow khó khăn hơn, trong khi họ vốn có thể tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong những tháng tới đặc biệt khi thời tiết sắp trở nên tệ hơn và tác chiến trở nên khó khăn hơn. Nga đã phát động một cuộc phản công ở khu vực Kursk và đang đẩy mạnh kế hoạch quân sự dọc theo toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine. Trong những tuần gần đây, Nga đã tiến quân quanh Torres, Chasovza, Pokrov, Kurakov, kiểm soát Uleda và tăng cường nỗ lực tiến gần Kubian. Mục tiêu chính của Nga hiện nay là tiếp cận các ranh giới hành chính của khu vực Donetsk, Đến cuối năm, Moscow đặt mục tiêu kiểm soát ít nhất là phần phía nam của khu vực này, đồng thời giành lại những vùng lãnh thổ tại Kursk mà Ukraine đang kiểm soát. Các đơn vị Ukraine ở khu vực Kursk đã chuyển sang thế phòng thủ, Nga đang phản công mạnh mẽ trên nhiều mặt trận ở khu vực Kursk để các đơn vị Ukraine ra khỏi một số khu vực. Tình hình trên tiền tuyến liên tục biến động khi các làng mạc và thị trấn đổi chủ chỉ trong vài ngày. Mặc dù hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn chưa sụp đổ, nhưng khả năng mở rộng chỗ đứng của nước này tại Kursk có vẻ tương đối thấp. Ngoài ra, việc ổn định tiền tuyến dọc theo Uskin hiện là nhiệm vụ chính của Nga tại khu vực này. Nếu Nga đến được con sông, họ sẽ gây ra ba mối đe dọa đáng kể cho Ukraine, chẳng hạn như cô lập lực lượng Ukraine ở bờ trái sông Uskin, gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ của Ukraine và dễ dàng tiến xa hơn về phía Liman cũng như khu vực phía Bắc Donetsk. Theo yêu cầu của Điện Kremlin, quân đội Nga phải kiểm soát trái sụp ra tại Donetsk phần phía đông của thị trấn này được ngăn cách với phần phía tây bởi kênh đào Siversky Donbass. Nếu nga vượt kênh đào, khả năng phòng thủ của ukraine tại cha sẽ gặp thách thức lớn. Một chiến thuật điển hình của nga là bỏ qua các thành phố đông dân ở phía bắc hoặc phía nam thay vì tấn công trực diện vào những khu vực này. Tin tốt về nga đến từ hướng mặt trận cha ở khu vực bắc Mút, khi quân ukraine ở đây đang lâm vào khủng hoảng và có thể để mất thành phố trong vài tuần tới quân đội Nga đã tiến vào khu vực thành phố và đang bao vây từ hai bên sườn. Các đơn vị xung kích của Nga đã kiểm soát được đầu cầu quan trọng nhất ở phía bắc Trà Súp Gia. Từ đây, Nga có thể phát triển thành một gọng kìm bao vây Trà Súp Gia. Hiện các chỉ huy Ukraine không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tuyến phòng thủ không thể vượt qua của họ, bao gồm một con kênh đào và các bãi mìn. Phía sau là các công sự, trận địa liên hoàn, có sự yểm trợ hỏa lực của pháo binh, súng cối, sẵn sàng đẩy lùi quân Nga vượt kênh. Ngoài ra, lực lượng đặc biệt ác của vệ binh Chechnya đã vu hồi vào sau lưng quân Ukraine ở phía nam thành phố Chasovia, bắt sống sĩ quan trinh sát quan trọng của Ukraine. Đó là sĩ quan tình báo sừng sò giàu kinh nghiệm Alexander Picalo thuộc lữ đoàn 24 Ukraine. Điều đáng chú ý là người này là người duy nhất sống sót sau vụ tấn công của lực lượng Akhmat. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, sĩ quan tình báo này vẫn tìm cách phá hủy chiếc máy tính bảng cây tầm ma cùng với bản đồ và các thông tin bí mật khác tránh rơi vào tay quân đội Nga. Xa hơn về phía Nam, giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Torez, trong khi đó Bokrov vẫn là mục tiêu tấn công chính của Nga. Sau gần 2 năm, quân đội Ukraine đã mất đất trước các cuộc tiến công của quân đội Nga từ Pavlivka ở phía Tây Nam và Vodiane ở phía Đông Bắc. Mặc dù Nga chưa có thêm bước tiến mới, nhưng các lực lượng nước này có thể tiến về Velika Novosinka ở phía Tây hoặc siết chặt vòng vây giữa Uleda và Kurakhov quân đội Nga đã đạt được những thành quả đáng kể nhất ở phía nam Donetsk và nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang khu vực trong những tháng tới. Sau đó, Moscow có thể tập trung trở lại phía bắc Donetsk hoặc vùng Zaporizhia lân cận. Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bộ binh với sự hỗ trợ của pháo binh để tạo ra những bước đột phá đáng kể. Thành công của Moscow sẽ phụ thuộc vào việc củng cố các nguồn lực của nước này cũng như khả năng chịu đựng sức ép của Ukraine. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen thông báo, Washington có kế hoạch đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ cho gói vay của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dành cho Ukraine. Cụ thể, phát biểu với báo giới tại Washington, Bộ trưởng Janet Yellen cho biết, các nhà lãnh đạo G7 sắp hoàn tất kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ. Theo bà, các nhà lãnh đạo có ý định hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay, nhưng vẫn còn một số công việc nữa để hoàn thiện các chi tiết. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định khoản vay này không được cấp từ thuế của người Mỹ mà được hỗ trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Ngoài ra, bà Yellen cho biết ngay tuần tới, Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ nhằm kiềm chế khả năng của Nga trong xung đột với Ukraine, bao gồm cả các bên trung gian ở các nước thứ ba đang cung cấp cho quân đội Nga về nhiều mặt. Bộ trưởng Mỹ không đi vào chi tiết về vấn đề này. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã phê duyệt khoản vay lên tới 35 tỷ euro tương đương với khoảng 37 tỷ đô la Mỹ cho Kiev như một phần của gói tài trợ. Riêng Nhật Bản, quốc gia không thuộc EU nhưng cũng có kế hoạch đóng góp 3,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Đông Âu bùng nổ, Washington đã phân bổ khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Trong đó, khoảng 70 tỷ đô la Mỹ vũ khí và thiết bị quân sự. Tiếp theo sau đó là Đức, Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, con số trên có thể lớn hơn rất nhiều nếu như phát biểu hồi đầu tháng 10 của ông Donald Trump là chính xác. Cụ thể, chia sẻ với Fox News, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay đã kịch liệt phản đối cách Mỹ đang viện trợ Ukraine mà quên đi việc nước Mỹ vừa bị bão tàn phá. Ông Donald Trump nói: "Chúng ta đã gửi gần 300 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng có những người dân chịu ảnh hưởng bởi bão Helen chỉ nhận được 750 đô la Mỹ tiền hỗ trợ. Bắc Carolina bị thiệt hại nặng nề, nhưng không một ai xung quanh tới giúp đỡ họ. Tôi đã tới đây" tôi thấy một người đàn ông mất nhà và phải ngồi trên một tảng đá. Truyền thông Ukraine sau đó đã phản bác lại tuyên bố của ông Donald Trump, cho rằng con số mà cựu Tổng thống Mỹ đưa ra là không chính xác. Tờ Kiev Post nói rằng Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 tới nay. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Pola vừa qua viết trên mạng xã hội X cho hay hơn 200 phi công Ukraine đã được đào tạo tại Anh và vừa có một nhóm nữa tốt nghiệp. Cụ thể, ông Pola viết, Hôm nay, tôi đã tham dự lễ tốt nghiệp của những phi công mới nhất từ chương trình đào tạo của không quân Hoàng gia Anh. Những phi công này sẽ sớm lái máy bay F-16 của Ukraine. Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Trong khi đó, cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh, ông Valery Zaludny trên mạng xã hội cũng khẳng định nhóm phi công thứ ba của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện tại quốc gia này. Ông Zalutny cũng gửi lời tri ân tới quốc gia đã hỗ trợ Ukraine đào tạo phi công. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Anh vì đã tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Nhờ có vương quốc Anh, chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn tất cả các nhân viên đã đào tạo phi công của chúng tôi. Tôi hy vọng họ đã chuẩn bị tốt và các giảng viên không thất vọng. Đại sứ nói thêm rằng, rất sớm thôi, những chàng trai này sẽ ra trận. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm phi công Ukraine đầu tiên được đào tạo tại Anh cũng đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Bộ quốc phòng Anh thời điểm đó cho biết trong thời gian ở Anh, các học viên Ukraine chỉ bay với máy bay Grothuổng vì không quân Anh không có F-16 trong biên chế. Các giảng viên người Anh đã hướng dẫn các phi công Ukraine về quy trình xử lý chung, bay bằng thiết bị, điều hướng và bay theo độ hình phù hợp với tiêu chuẩn của NATO. Sau đó, nhóm phi công Ukraine tiếp tục di chuyển sang Đan Mạch nơi họ được thực tập lái những chiếc F-16 thực thụ. Hiện tại, các học viên là F-16 của Ukraine đang được huấn luyện tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có căn cứ không quân quốc gia Morris ở Arizona của Mỹ, căn cứ không quân Skrytstrap của Đan Mạch và một địa điểm ở Romania. Tuy nhiên, The Wall Street đưa tin, Mỹ đang chuyển trọng tâm đào tạo phi công F-16 của Ukraine từ những phi công giàu kinh nghiệm sang những học viên trẻ hơn. Quyết định này có thể trì hoãn nhiều tháng để Ukraine nhận được một phi đội máy bay chiến đấu F-16 hoàn chỉnh. Theo ấn phẩm trên, quyết định này được đưa ra do Ukraine thiếu phi công có kinh nghiệm, thành thạo tiếng Anh. Một số quan chức Mỹ cũng cho rằng học viên trẻ hơn có thể dễ tiếp cận với các phương pháp đào tạo của phương Tây. Theo Defense Express vừa đưa tin, quân đội Nga tiếp tục triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử EVK. Đáng chú ý, khi tiến hành các hoạt động trinh sát theo hướng Toresk, Donetsk. Lữ đoàn pháo binh độc lập số 45 của lực lượng vũ trang Ukraine đã xác định được vị trí hệ thống tác chiến điện tử R-934B Sinitsa do quân đội Nga triển khai. Máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã ngay lập tức cập nhật tọa độ mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực của hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS trước khi thực hiện cuộc tấn công hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Sau đó, phía kia cũng tung ra đoạn video cho thấy hệ thống của phía Moscow đã bị phá hủy bằng đạn GMLRS được phóng từ hệ thống IMS. Hệ thống R-934B Sinisa được kỹ sư Nga thiết kế để gây nhiễu sóng liên lạc vô tuyến VHF, hệ thống dẫn đường hàng không chiến thuật cũng như các đường dây liên lạc vô tuyến cố định và di động trên mặt đất. Hệ thống có bán kính hoạt động lên đến 250 km và có thể được triển khai chỉ trong 30 phút. Trong khi đó, GMLRS là một loại tên lửa đất đối đất được thiết kế để tấn công, vô hiệu hóa chế áp và tiêu diệt các mục tiêu. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, đạn GMLRS được thiết kế để triển khai nhanh, mang lại đòn tấn công chính xác. GMLRS sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp với dẫn đường quán tính. Nhờ đó, tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km. Dòng đạn GMLRS hiện tại gồm 3 biến thể giã chiến. Đạn thông thường cải tiến mục đích kép, DPICM, đầu đạn thay thế, kép cho các mục tiêu trong khu vực và biến thể đầu đạn đơn được trang bị một loại thuốc nổ cao cấp. Bệ phóng chính cho các tên lửa này là hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và M142 HIMARS. Đáng chú ý, Ukraine có thể còn sở hữu GMLRS R -ER là phiên bản cải tiến của tên lửa GMLRS và so với biến thể cũ, loại đạn dẫn đường chính xác này sở hữu tầm bắn gần gấp đôi khi có thể tiêu diệt mục tiêu từ cách xa 150 km so với các loại đạn cũ nếu muốn dùng M142 HIMARS để tấn công các mục tiêu. Quân đội Ukraine sẽ phải đối diện nguy cơ phản kích cao từ các loại máy bay không người lái cảm tử hay thậm chí là pháo binh Nga. Tuy nhiên, với đạn GMLRS R thế hệ mới, binh sĩ Ukraine có thể triển khai xe phóng tự hành của MLRS từ cự ly xa hơn nhiều rồi tiến hành khai hỏa và rút lui an toàn.